Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ti Tôi Cảnh. Mấy ngày 4-5 ngày nay cũng mắc công việc này ghê, không có thời gian rảnh nên chưa có quay video để duy trì tương tác cho kênh. Mà hôm nay thì có chút thời gian rảnh quay cái video ngắn về cắt tỉa và vô kẽm sơ cho một cái gốc mai chiếu thủy lá trung. Mọi người đây là cây trung nu, mọi người trung nu dáng hai thân, văn nhân dáng hai thân, mẫu tử hai thân nhé, để mà duy trì tương tác cho kênh. Nhà cũng đúng cái đợt rồi phải làm, cũng những số cành nó cũng chưa có nhiều cành, nhưng một số cành nó có cái độ lớn, với một số cành cắt tỉa độ lớn nó vừa là vô kẽm để sợ sau này nó làm không đúng thời điểm thì nó bị hư cây. Mọi người thì cũng rút kinh nghiệm nhiều cái, thì cái cây nào vừa là phải cắt tỉa phải làm, số cây này vài bữa cắt tỉa cho nó thoáng đãng rồi là làm tiếp. Mọi người hôm nay là làm cây mai chiếu thủy lá trung. Mọi người ở đây quay sơ mấy cây mọi người xem, rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Nhân vật chính ngày hôm nay trong video là cái cây mai chiếu thủy lá trung. Mọi người cây trung gọi là cây trung nu cũng được, cây hai thân, thân mẫu thân tử. Mọi người nói chung đã uống sơ sơ rồi, hôm nay thì em cắt kẽ, em cắt tỉa uống sơ lại một số cái cành nó đã lớn đủ để cho phép mình uống. Chứ uống nhỏ quá thì nó cũng bị liệt, mà lớn quá thì nó bị gọi là bị gãi, dễ gãi, với nó không có theo co không theo ý của mình. Mọi người nói chung uống sơ thôi chứ không có uống kỹ những cái co, thành ra thấy rút kinh nghiệm trong những cái phần lá trung này thì uống co gắt quá thì nó cũng hơi bị lâu lớn. Mọi người rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Sau khi cắt tỉa rồi em sẽ quay lại em vô kẽm, và cái phần cắt tỉa em sẽ không quay mọi người xem. Rồi, sau khi cắt tỉa nó gọn gàng còn vậy mọi người, còn hai thân này đó mọi người thấy thân mẹ có cành rơi nuôi cũng cốt cũng cỡn con tay cái hơn rồi, rơi nó cũng 2-3 năm rồi đó. Cái thân mẹ lượng lắc có thân tử đây mày, thân tử bây giờ em sẽ vô kẽm thân tử ba cành, một cái ngọn thân tử với hai cành hai bên đó. Nói chung là người ta nói là ở giữa, cái khoảng cách ở giữa đây này, giữa mà khoảng cách giữa hai thân này không nên làm cành, nhưng em làm cành nhỏ em điểm giữa thôi cho nó đều đều thôi mọi người. Nói chung là mọi người cách chơi thì nói chung theo em nghĩ trong cái bonsai không có cái đúng cái sai, mà cái cân bằng, cái cân đối, cái đẹp thì mình nhìn vô nếu làm đều đặn cũng đẹp. Nó với chất vô kẽm cành này đó, cành này với cành bên đó, cái co đó có cái cành cành nhỏ mình vẽ qua đó, vô kẽm mấy cành nó thôi mọi người, vô kẽm mấy cành nó thôi rồi bắt đầu mới mới vẽ mọi người xem đó. Rồi giờ em vô kẽm xong sẽ quay lại mọi người đó.
Các bạn cắt ra nó như vậy mọi người. Rồi bây giờ tiến hành uống mọi người. Tiến hành uống, uống những cái cây này nó hai cành nó rã ra hai bên để ngọn dựng lên. Rồi trên cao đó thì cái cành em uống đối trọng với cành rơi này, tại cành này nuôi sao, cành rơi nuôi quan trọng hơn cành này nuôi sao nó lớn hơn, với bẻ cái co đó rồi xong. Nói chung mà thì cây này cũng làm cũng chưa hoàn chỉnh mà thì bữa nay cái cành nó cỡ độ đó phải uống thì nó phải uống mọi người. Uống để nó già uống không được mọi người. Đây được thì uống thì mình cũng massage nó mọi người, massage nó. Không hai cành này mọi người. Giờ cái này coi như cái tử mình nuôi hai tàng với ngọn đây được rồi. Tàng này cho hơi dài dài qua giống như cành hơi là lả xuống. Cành này thì đối trọng lại cho nó không có nó đánh cái khoảng trống này nó không có đơn điệu, mốt mình sẽ làm một cái lùm giống như một cái tam giác tổ hợp như tam giác thì lên nằm đây. Ở bên đây thì tổ hợp tam giác này có cành rơi qua bên kia. Giờ được mọi người. Cây tử này nhỏ thành cái co của cái cành này mình làm nhỏ nhỏ xíu mọi người, làm nhỏ xíu thôi. Mình dựng nóc lên, mình dựng cái ngọn lên cho nó mau lớn đó. Rồi, cơ bản vậy được mọi người. Này. Ở ngọn này thì mình nhỏ hẹo đây mọi người, gốc mình gốc chỉ mình cắt tỉa cho cái ngọn nó mập, mình cắt tỉa mà cho nó cắt lùm lùm cho nó ra nhánh là được mọi người. Đó. Coi như là mình dựng vậy lên đi, mình dựng nó có vậy lên. Rồi mốt mình cắt lại cho nó lùm lùm nó ra nhánh là ok mọi người. Đó. Cho nó hẹo hẹo vậy thôi. Rồi. Mà cơ bản cây bữa nay uống là lè làng mọi người, nó tại vì sau này thì cái định của em là chỗ cái cây này em sẽ làm một cái tổ hợp đó, ba cành cái cành này nó hơi dài, dài xuống đây. Giờ mình nuôi lớn cái này chút mình đánh vài cái chi dâm xuống đây được mà nó hơi lả cái này rồi. Bên đây cành này đối trọng với cây nhỏ đây, cành đối trọng với cây nhỏ đó. Rồi này cái ngọn làm lên rồi, cành này ngọn nằm sẽ dưới cành đối trọng với cây lớn đó. Rồi trên đó mình cái này cái ngọn này giờ mình nuôi ngọn này, ngọn em giờ thả bình thường đi, mốt nó làm quan trọng là nuôi xong cái cành rơi này, rồi cành này to nữa thì ngọn nó muốn cắt sao. Rồi có thể chỗ này cái mầm nó lớn lên mình sẽ làm để một cành nhỏ đây mọi người là xong. Nói chung là cái cây này cho nó trống trải, như nó khoe cái đường lượng của thân, thân mẹ thân con đều có những cái đường lượng rất là ấn tượng, thì nên mình làm như vậy. Rồi, theo cái ý nghĩa cá nhân của em, suy nghĩ cá nhân của em làm cái cây như vậy là được rồi. Đó, cây này là có thể không cái tổ hợp cái hai thân, cái hai thân mẫu tử. Đó. Không phải là ván văn nhân mọi người, nãy em nói cũng xin lỗi nói lại là không phải ván văn nhân, đây là cây hai thân một tử có hai cành rơi hai bên, làm sao bố trí cho nó điều hòa được rồi. Đó. Ý nghĩa của em làm cơ bản em sẽ làm như thế này, quan trọng là có thời gian chăm sóc cây nó lên lớn lên là được rồi mọi người, cho nên ý nghĩa như vậy. Cái cách bố trí cành đã có sẵn vậy, rồi cái suy nghĩ cái định hình cho cái tác phẩm mình cũng như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ ra vậy thôi, không có chạy đâu khỏi đó. Trừ những trường hợp mà phải cần lấy mặt tiền này kia lại, nhưng mà mặt tiền cái này cũng đã lấy rồi, ok cơ bản là vậy rồi mọi người. Đó. Rồi, cơ bản là vậy, xong cái cách xử lý một cái hoa chú thủy lá trung mọi người, lá trung hoành thận tổng cây này chắc cũng khoảng 50 mấy mọi người, nó cũng to đây, đế đẹp mọi người, nó cho em chôn chứ đế nó đều, đế đều tuyệt vời, đế đều tất cả các mặt luôn, hậu mua tiền cũng có hết ráo, em nuôi thêm nữa thôi, cho nó liền thẹo thì nó em lắp ở dưới. Con nuôi cục này. Cái thân con cũng uống lượng này đó, thân mẹ đây, thân mẹ cũng uống lượng làm được cành rơi cốt cho bá lửa mọi người. Đó, bây giờ cành rơi này mốt nuôi tới đây thôi mọi người, tại giờ em cắt cái ngọn em nuôi cho nó lớn nữa, chứ cành rơi mốt tới chỗ này cắt bụp chỗ này
xé ra, coi như nó được một cái co đó, có cành này, co này đang nuôi mày đó, cành này chuẩn bị xé nữa đây, chuẩn bị xé chi thứ cấp đây, cái này lớn xé chi thứ cấp đây mọi người đó. Ngọn nuôi sao đó, vấn đề quan trọng là những cành này mình nuôi giờ cơ bản mình sẽ nuôi tiếp đó. Nuôi tiếp cho nó xong đây, cây tử đây đó, cây tử này em nói này, quay gần mọi người xem đó, làm cành này hơi rơi này, cái co này giờ chưa dám bẻ nữa, sợ nó tét này, nó nứt miếng rồi này, để ngày hai ngày nó nắng cái mình kéo xuống xíu nữa cho nó xuống đây xíu đó, là vậy là được rồi. Tổng hợp cơ bản vậy này, cái lá trung rồi. Rồi, cơ bản là cái clip và chia sẻ cái ý tưởng là cái cây hai thân cho mọi người xem. Ý tưởng một cái làm cái hai thân có cành rơi như thế nào, và tổ hợp của cây hai thân, cây mẫu cái tử đây, cây hai thân cho mọi người xem, miễn sao mình bố trí hài hòa được rồi mọi người đó. Thì cơ bản là vậy là ok. Và video đến đây cũng là tạm kết thúc lại mọi người. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe, luôn luôn ủng hộ kênh của Tito Cây Cảnh. Lúc này em có đăng thêm cái tên, cái kênh TikTok là Nguyễn Đăng Quang mày. Đăng Quang tên thật của em Tito Cây Cảnh, là lấy cái tên cho nó vui vui thôi. Kênh TikTok em Nguyễn Đăng Quang cũng được ngàn mấy follow, ngàn mười mấy follow rồi mọi người. Mời mọi người cùng qua ủng hộ kênh TikTok của em. Cảm ơn rất nhiều ạ. Kính chào, hẹn gặp lại.